trời đất ơi, lâu lắm rồi mà Sim chưa đọc comment. Các bạn ơi, hôm nay lên đọc comment thử coi. À, có một bạn comment này. Chị Sim ơi, chị làm thử thách xây nhà trong người bé mưa đi. Ồ, thử thách xây nhà trong người bé mưa sao? Ồ, cái này cũng hay á nha. Ồ, sao mình không làm thử thách này nhỉ? Ok, ok, cảm ơn em nha. Nếu bạn nào có thử thách gì thì các bạn cũng đừng quên comment phía dưới, tôi sẽ thực hiện hết cho luôn nha mọi người. Rồi, chị bé mưa của tôi thôi. Bé mưa cu tè ơi, của em. Ây da, ôi. Bay em ơi. Trời ơi, hai kia không đổi làm gì à? Nè, chị có muốn, sao có muốn bay không đây? Chị có muốn bay không? Cây dẫn bay lên đây. Ông bị không mà xuống thả mưa xuống cho em. Vui là con chó nè. Thả xuống, thả xuống cho tôi. Trời tức ghê. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi trời, bé mưa cục cưng của tôi. Ê, hai ông nội ra. Tự nhiên hôm nay làm gì sắp bé mưa lên trời à? Hả? Trời ơi. Có tập bay, trời Sim thấy không? Giờ Sim làm việc không mà có quan tâm tới nó đâu, cho nên là Kai mới rủ nó chơi kìa. Sim mình mặt là trời. Mình mặt nó vui không? Mặt nó vui quá trời vui. Trời ơi, vì cái mặt nó xanh xao quá trời. Đó là gì? Ô giác nó đây nè. Dừng lại. Thôi dừng lại em nói nè, nói nè. Trời ơi, sáng sớm chưa kịp làm gì thế bé mưa gọi là bé mưa bị hai ông nội này giận tập bay các bạn ơi. Trời ơi, bé mưa bắt tập bay. Ê, hôm nay em nói nè, hôm nay em lên YouTube gọi là mưa bị gì á? Mưa bị tẩn rồi kìa. Trời đất ơi, bị gì luôn rồi? Trời đất ơi. Rồi rồi, trời ơi, thôi xích đâu vô, xích đâu vô. Rồi sắp được bị điên rồi kìa. Trời, hai người biết sao không? Hôm nay em đi gọi là YouTube, em đọc được một comment của một bạn là gì ta? Bạn em là thử thách gọi xây nhà trong người bé mưa. Ủa, nghe hay không, hay không? Xây nhà trong nhà trong người bé mưa. Ôi rồi ơi, tại sao Simmy lại có thể nghĩ ra được ý tưởng độc ác như vậy luôn? Trời. Trời, hai ông bị khâu quá. Tôi đâu phải là cắt bé mưa ra làm đôi đâu. Trời, ông bị khâu quá. Tức là như thế này, tụi mình sẽ teo nhỏ và tụi mình sẽ đột nhập vào người bé mưa. Đấy. Trời ơi. Gì anh? Simmy định tiêm nhiễm virus vào người bé mưa. Trời ơi. Trời, hai ông thợ này kỹ mà. Nó suy diễn gì hay vậy. Trời, thật ra là gọi là cái gì chị ta, cái thuốc teo nhỏ của em, khi mình teo nhỏ vào người bé mưa thì mình sẽ dịch chuyển qua một thế giới mới. Đó, hiểu không? Trời đất ơi, chứ đâu phải là vô người bé mưa xong gọi là tiêm mấy cái virus tầm bậy tầm bạ đâu. Đấy, hai người có muốn gọi là gì ta, cùng em teo nhỏ vào người bé mưa không? Ê, công của team nó tắm như vậy vô bất công với người đó thôi. Ừ, trời ơi, vô không, vô không. Xin lỗi cho bé mưa của em hơi bị sạch sẽ luôn nha. Phải tắm gọi là tắm buổi sáng này, tắm buổi trưa này, tắm buổi tối nè. Đó, tắm ba buổi luôn à. Trời quắc. Hú quắc kìa trời. Trời đất ơi. Ủa vậy thôi, vậy tôi đi vô một mình thôi. Ok các bạn, hôm nay tôi sẽ quay video một mình nha mọi người. Đấy, thế thôi, tôi đi vô một mình đó nha. Mình về. Ok, mình về nào. Ủa nó chơi vậy làm thật á? À? Đi mà thử thử thách với em rồi. Ờ nó chứ giờ vô người bé mưa sống cũng được, nhưng mà nói chung là cho gì đê chứ giờ chim lẻ. Chứ giờ muốn cài nhiều quá chim ơi, cho gì đê. Trời đất ơi, tính ra tôi rủ hai ông nội cũng đòi tôi cho đồ nữa. Trời ơi, vậy sợ thấy chưa? Mưa nó đứng dậy, nó chuẩn bị cắn hai người nè. Trời đất ơi, thương dễ sợ. Anh không cần nhiều đâu, giờ em cho anh một stack kim cương rồi anh đi vô người mới với em liền à. Trời. Trời ơi, ông nội anh thiệt tình luôn á. Rồi nói chung á, bây giờ tụi mình sẽ có cái kèo đi. Bây giờ ai sẽ là người gọi là xây nhà đẹp nhất thì người đấy sẽ được gọi là một khối kim cương luôn. Chịu không? Trời ơi, chơi này hấp dẫn nè, phải có kèo đi vô mới vô. Đấy, ok, chúng ta sẽ cứ bắt đầu teo nhỏ nha mọi người. Đây, đây, đây. Chan 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 chan, giới thiệu với mọi người, đây chính là thuốc teo nhỏ của em. Ghê chưa, rồi đứng gần vô để em ném vô nè. Đấy. Rồi, có khi nào á Sim ném cái này vô á, cái sau đó Sim á gọi là trả thù anh em mình bằng cách cho anh em mình xuống nước luôn không? Ừ, đúng rồi. Trời. Em nội, nếu mà bây giờ em ném thì ba tụi mình gọi là cùng mình teo nhỏ chung mà, chứ đâu phải chắc em đâu. Rồi 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 rồi. Ok ok rồi, tất cả mọi người đứng gần vô nè. Ok, tôi đếm 1 2 3 sẽ ném nè. 1 2 3 cha. Wow. Trời ơi, đất ơi, các bạn nhìn tụi mình nè, chơi nhỏ với con kiến luôn á. Ồ, thấy chưa, thuốc em hơi bị hay luôn nha. Trời trời trời. Ủa, dạy em vậy.
Trời ơi, yên tâm, có thuốc giải. Trời ơi, các bạn nhìn nè, mưa to như con voi luôn mọi người. Hello bé mưa. Wow, mọi người thấy mưa to. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đứng đây nè. Bây giờ tụi mình sẽ đứng đây này này, đây đây. Rồi bây giờ em đếm 1, 2, 3, tụi mình sẽ cùng đi nhảy vô bé mưa nha. Ok ok. Rồi, 1. Hey, xem. Cái gì dạ? Có bao nhiêu chỗ không nhảy vô, tự nhiên em lượn cái chỗ mà nó nhạy cảm á xem. Cái gì anh, đây là cái bắp chân mà nó nói gì dạ. Đây là cái bắp chân mà chỗ nhạy cảm gì. Trời ơi, khổ không đội ghê quá à. Rồi bây giờ mình nhảy vô nè. 1, 2, 3, yo. Wow, ok, ok các bạn, chúng ta cùng tới một thế giới mới của bé mưa rồi. Ta-da-da-da. Ôi các bạn nhìn nè. Này giới mới hả? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, mà tính ra tôi nhớ tôi có một bé mưa thôi mà lần này có ba con bé mưa luôn các bạn ơi. À chắc là cho chắc là do lần này là có ba người các bạn ơi. Rồi ok, và trong cuộc thi lần này tôi với gọi là hai người kia sẽ được phép được cảm vào đây. Làm gì? Hôm nay tôi sẽ gọi cùng với anh gọi là Siro với Kairan xem ai sẽ là người gọi là xây nhà cho bé mưa đẹp nhất, thì người đấy sẽ được gọi là một khối kim cương nha mọi người. Đấy ok. Wow, được kim cương luôn. Em bây giờ dụ như Kai muốn trang trí theo kiểu phong cách tắc kè đâu thêm. Nói chung là ông làm gì cũng được. Và lần này ba giám khảo sẽ là tất cả các bạn. Nên các bạn thấy ai xây nhà đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Rồi rồi ok, chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Đấy, tôi sẽ nhất định trang trí cho bé mưa tôi trở nên gọi là một bé mưa cute nhất. Đấy. Mình nghĩ mình sẽ trang cho bé mưa một cái bông hoa nha mọi người. Tôi thích bé mưa có một bông hoa dễ thương đấy. Ok. Cái mưa của Sim làm sao mà đẹp bằng bé mưa của Kai được. Trời ơi, trang trí bé mưa tôi thành con tắc kè màu xanh đúng không? Hả? Trời ơi, nhà bé mưa đúng không? Ai sẽ xây nó thành tắc kè tám màu luôn. Trời ơi, Sim làm nhà bé mưa đúng không Sim? Đúng rồi, bé mưa làm nhà bé mưa. Đấy. Cái này có đẹp chưa ta, để tôi coi coi. Tôi phải cho bé mưa một cái bông hoa đẹp nhất mọi người ạ. Đây đây đây, là bông hoa màu xanh nè. Đấy. Mình nghĩ có lẽ cái gì màu vàng nó sẽ đẹp hơn các bạn người. Đó, dễ thương quá à. Rồi và go, tí nữa chờ, tí nữa chờ tác phẩm của em đi go. Tác phẩm em hơi bị đỉnh luôn nha. Ok. Sao tôi cứ thấy sợ hai ông nội này ghê dữ người ta. Không biết hai ông nội này sẽ làm gì với mưa cute của tôi đúng mọi người, lo quá à. Làm gì là làm gì đâu trời ơi. Bị người ta lo tôi đấy. Trời ơi, mưa tôi biết có được gọi đối xử tử tế không nữa. Đây, ok. Chắc chắn là nó sẽ là một kiệt tác, xin yên tâm. Ok, tôi sẽ tin hai người, tôi sẽ cố gắng tin hai người. Đấy, và chúng ta sẽ có cái cửa sổ nữa. Em có sai với ai đi nữa. Thôi, khổ mấy ông quá à, lo làm việc đi kìa. Rồi, và có vẻ nhà bé mưa hơi tối, nên mình sẽ có định gọi là gắn mấy cái đèn cho nó sáng nha các bạn. Đấy, ok, sáng chân luôn mọi người. Đấy, ở đây là gọi là cái ta, cái mõm của bé mưa này, đây là phần cổ và đây là phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí giường ngủ chúng ta thôi. Đấy, trời ơi, tôi sẽ trang trí phòng tôi trở nên siêu cute luôn mọi người, nó phải xanh lè, xanh lét. Gì non, alo, em trang trí hơi bị được đó nha. Hai người đừng có ghen tị với em ha. Non. Trời ơi, lát nữa để coi ai mới là người non. Trời ơi, chưa kịp xây gì hai ông nội này gọi là che lên che xuống mọi người ạ. Đấy, và tiếp theo mình sẽ để hai cái chậu cây xanh lè xanh lét của tôi nè. Đó, dễ thương chưa. À quên, mình phải có nhà của bé mưa trong trong người bé mưa đó mọi người. Nhà bé mưa trong nhà bé mưa. Trời đất ơi, mình sẽ để cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy, và mình sẽ lấy một cái tượng của bé mưa ha. Mình nhớ có một cái tượng của bé mưa là một bé cún nhỏ mà nha. Đấy, đó, đây đó. Đây là bé mưa phiên bản mini. Đây. Tôi không đặt vô được hả? Ồ, tiếc dữ vậy à. Mình tưởng mình sẽ đặt vô được. Trời ơi, tiếc thế. Ồ, mình có thể đặt đâu mà sẽ ăn gian được không ta? Để mình đặt thử coi. Chị băng giang. Chị băng giang rồi, chị băng giang. Đâu, chị băng giang đâu. Em chỉ bảo nó có đặt bé mưa trong nhà được không thôi. Trời ơi, khổ quá. Không. Ê, được chị, rồi. Chị biết giờ vậy. Sim đang xây nhà bé mưa bên trong bé mưa và bị cái nói chung tào lao nhiều đó, thì nó rất là lạ luôn mọi người. Đấy, ok tôi sẽ tiếp tục kiếm cái gì nó xanh nữa thì tôi sẽ trang trí hết luôn mọi người. Đấy, tôi rất là khỏe luôn, chỉ việc là search blue thì mọi thứ nó sẽ ra liên quan tới màu xanh luôn mọi người. Đấy, ok để coi. Ồ, ở đây mình thích cái ghế màu trắng hơn các bạn ơi, mình sẽ lấy ghế màu trắng nha. Và có cái gì đây? Có cái đàn màu xanh này, có cái đèn màu xanh nè. Trời ơi, toàn cái thứ gì xanh lè xanh lét hết trơn luôn. Đấy, có cái thảm màu xanh nè. Đấy, phải xanh cho tôi, nó xanh từ đầu tới cuộn lỗ, từ đầu tới đuôi đúng không mọi người. Đấy, cái đèn đi của Kai cũng xanh nè.
Ông xanh nhưng mà đừng có xanh chủ hè được á nha. Trời bé mưa tôi phải đẻ ông ngoài làm trò cười nha ông nội. Cảm ơn Sim, cảm ơn Sim. Cô không định nhắc tới từ chú hè đâu, nhưng mà Sim nhắc từ cây cái mũ hè không? Trời ơi nói chơi thôi mà. Trời ơi ông mình Sim yên tâm anh cũng thêm cái mũ hè. Đừng thêm cái mũi á, thêm cái mũi hè kia chữa. Trời ơi nói chơi thôi đừng làm thật. Chim trai rồi. Lỗi Sim nhớ đây, chúng tôi là hệ người chơi hệ làm thật. Trời ơi. Chúng tôi là người chơi hệ chú hè. Trời ơi, tôi nói chơi thôi mà mấy ông làm thật kìa mọi người, tức ghê. Mọi người bé mưa của tôi mấy người lem ra đùa giỡn vậy hả anh đâu. Này 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 nha, để anh nói cho Sim biết nha, Sim đừng bao giờ khinh thường người khác nha. Lục quả táo không không trừ ai đâu. Gì lục quả táo, có cái lục gì kỳ cục vậy. Trời ơi, không sao không sao. Tôi phải cố gắng gọi là xây đẹp ơi, đẹp lại cho mấy bạn fan chấm điểm à, cao ơi là cao luôn để đánh bại hai cái ông kia dám mắc nạt bé mưa của tôi mọi người ạ. Đây ok, bây giờ là tới phần mẹ gì ra. Ai bắt đầu bé mưa của Sim? Hai người chứ ai nữa, hai người là Sim của em là chú hè chứ còn gì. Ủa, đó. Bắt đầu bé mưa hả cây? Ủa có đâu biết không? Có. Bắt đầu bé mưa mà. Vậy tại sao em lại bắt nạt bé mưa? Ơ gì kỳ vậy? Tại vì em kêu là em đi vô trong bé mưa mà cuối cùng em cho anh với cây đi qua đây mà em Sim lừa. Trời Sim, ơi giờ Sim nói câu nữa tin cây cho bé mưa bay lên trời giống nãy không? Đúng rồi. Gì vậy? Tỉnh ra tôi thương bé mưa nên tôi không cho gọi là mấy người vô đây bé, vô người bé mưa mấy người phá à sao? Hả? Là mấy người gọi là cắm trại vô đây xong người bé mưa bị cháy thì sao? Đúng không? Nó trời ơi hù trời ơi khóc nữa. Thôi thôi tôi không để hai người phân tâm đâu, hai người nó tào lao quá à. Thôi bây giờ tôi sẽ tập trung xây các bạn, tôi không thể để thua hai cái ông nội được, dại nhất vậy là mình. Ok ok thì hồi nãy là mình đã trang trí cái bếp rồi, mình cần thiếu gì ta? Mình cần thiếu cái đồ để nướng nè, cái đồ để lò bếp nè, đây đó, một cái bếp không thể thiếu những thứ quan trọng như vậy được đấy. Còn gì không? Ok bây giờ mình sẽ để những thứ còn lại nha. Đấy, hơi bị hấp dẫn luôn. Còn có cái quạt trần nữa mọi người, nhìn nó hay dễ sợ luôn á. Mình sẽ để quạt trần ở đây để có gì mình nóng mình sẽ xoay cho nó mát các bạn ạ. Đấy, ok. Và chúng ta tiếp tục phần bếp mọi người ạ. Bếp không thể thiếu, chúng ta có rất là nhiều thứ. Đây, mình sẽ có cái bánh để cookie. À, lộn cái gì ta. Cái bình để cookie nè. Cái máy máy xay sinh tố. Đấy, trời ơi, suýt quên luôn mọi người. Và cái bình để cookie này cũng rất là hay nha. Mình có thể để cookie thật luôn. Đây, cho các bạn xem nè. Búp. Dễ thương quá à. Rồi có vẻ cái này nhìn có vẻ hơi phích phích, mình nghĩ mình sẽ đập nó đi cũng được. Không sao không sao. Rồi bây giờ tôi sẽ để nó ở đây nè. Và chúng ta sẽ để một cái bếp nho nhỏ ở đây để chúng ta có thể cùng ăn gọi là gì ta, ăn một buổi tối ngon lành đó. Gì vậy? Hay không cười? Không vậy. Sao tôi cứ lo vậy ta? Mọi người tôi lo quá à. Không có gì hết, yên tâm. Trời, tôi lo ông này làm gì với bố của tôi quá à. Ai à? Đấy, nghe này. Em không tin tưởng anh em mình. Tôi quá, đau lòng quá. Đau lòng quá. Em lo thôi, giờ hai người cứ cười không lo thì sao được đúng không? Trời ơi, chứ ông tin mình nữa thì coi, tôi đau lòng quá. Trời ơi. Cái nói thiệt với Sim luôn nha, trong team này Kai với Go là build đẹp nhất luôn á. Đúng vậy. Ờ vậy hả? Ờ thì em tin hai người nhưng mà em lo thôi chứ em có bảo gì đâu. Em lo ôi, lắng Sim, chứ không tin nữa kìa Kai, tao đau lòng quá. Sim lo là Sim không tôn trọng. À rồi Sim không có lo, hai người build đẹp nhất thế giới. Dạ vậy được chưa? Đúng vậy, phải vậy cái đúng vậy không? Trời đất ơi, quỷ thật chứ. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một cái đèn nữa các bạn ơi. Cái đèn gì ta? Cái đèn mà gì ta lúc mà ăn mọi người giữa cái đèn cày ấy mọi người. Đấy nhìn cho nó lãng mạn xíu. Đó, đây. Lãng. Gì mà qua người chơi hệ đèn cày luôn vậy ghê. Trời ơi, nhìn cho nó lãng mạn đấy. Đó, mình sẽ để cái bàn này ở đây nè. Hình như có vẻ cái bếp này mình sẽ làm cho nó gọi là sang chảnh hơn mọi người ạ. Chứ nhìn này nó hơi bị tầm thường quá mọi người. Đấy. Ờ đúng gì đó phèn. Đấy đó. Và mình sẽ để đồ ăn trên đây. Và cái dĩa này cũng rất là thần kỳ nha. Mình có thể để đồ ăn trên đây luôn á, chứ không phải là không để được đâu nha. Bây giờ mình sẽ để đồ ăn healthy thôi. Táo và gì ta? Táo và cà rốt. Đấy. Đồ ăn healthy gồm có coca, nước ngọt. Trời ông mới gọi là cái đấy á. Đấy. Thấy chưa? Rất là healthy luôn. Và còn cái chỗ này thì mình sẽ làm gì ta mọi người? Chỗ này thì mình sẽ để gọi là, à hay là chỗ này mình để nhà bếp mưa ta. Ở đó cũng hợp lý hơn mọi người. Đây tôi sẽ để nhà bếp mưa ở đây. Là chúng ta lại có một giải thích nữa đó, chính là Simmy xây nhà bếp mưa bên trong bếp mưa của bếp mưa. Hợp lý. Ủa gì vậy?
Và khoan, cái chỗ này nó nhỏ quá không có được. Hay là bây giờ mình chỗ này, à mình sẽ để người chứ ta, nguyên liệu đi mọi người, nguyên liệu đồ ăn mọi người. Đấy, để cho cái gì có thức ăn dự trữ. Trời ơi, chim non quá, cai xây xong rồi nè. Cai xây xong cái luôn nè. Ông xây xong rồi, trời hắc hắc không vậy ba, hắc đúng không? Không gì, có đâu, cai đâu hắc đâu. Cai xây hơi bị nhanh mà hơi bị đẹp luôn. Mới xây một chút xíu thôi, đã xong rồi ghê dữ người ta. Rồi lát nữa mình qua check thử coi các bạn ơi. Đây, các bạn thấy chưa, đồ ăn dự trữ của tôi hơi bị đầy luôn. Bây giờ thiếu cái gì là qua đây để lấy cái món kia thôi. Đó. Và chúng ta sẽ, à có bánh mì nữa. Trời ơi, làm sao lại thiếu bánh mì được ta. Đấy, ok, còn cái gì nữa ông, còn cái gì nữa ông. Còn có cả sushi nữa mọi người, có cả bánh ngọt nữa. Đây, để đây. Đó, thức ăn dự trữ không thiếu. Chỉ mỗi thiếu gọi là chúng ta bé mưa thôi. Đấy, ok, ok. Đó, rồi. Và chúng ta sẽ để những hộp quà siêu gọi là dễ thương ở đây nữa. Đấy, và lát nữa gọi là chúng ta hai ông nội kia qua tôi thì tặng quà cho hai người kia luôn mọi người. Đó, quà tôi hơi ý nghĩa luôn. Đấy. Quà luôn, gì ghê em này. Đúng rồi, phải gọi là khách qua nhà phải có quà, chứ không có quà là không có tôn trọng. Ôi, tao không biết chứ, chim lừa. Ôi, xíu nữa chim tặng nguyên một cái trái cây á. Gì vậy trái cây, xin lỗi nha, ngày qua đây đem cho hai người bất ngờ chơi luôn. Đấy. Ừ, nhiều khi qua được tặng kim cương không? Ok, trời ơi. Cay là cay chế nước xong rồi nha. Rồi, ok, ghê quá ta. Rồi, tôi cũng sắp xong rồi mọi người. Trời ơi, mới nói chút xíu đã xong rồi. Bây giờ tôi sẽ trồng hai cái thử. Đẹp giờ. Ok, ok. Rồi, và bước cuối cùng. Và một chết cái chậu hoa tôi đâu. Đi ra, chậu hoa à. Trời ơi, da không hả, chưa kịp trang trí sao ổng qua đây hết trơn rồi mọi người. Trời ơi, lỗi hết thông tin bảo mật của tôi rồi. Cao qua, cao hóng tình hình thôi. Thôi, ông không được qua, ông mà qua đây là tôi gọi là cái dép lạ tôi tán cho mặt ông ấy à. Trời ơi. Ok, bạn luôn. Rồi, ok các bạn ơi, thì ngôi nhà gọi là tiện lợi của mình cũng đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ việc đợi gọi là Shiro với Kai thôi. Ok, let's go. Ok mọi người, và cuối cùng cũng tới thời gian quan trọng, đó chính là chấm điểm mọi người ạ. À. Ok ok, để tôi coi. Cái gì đây? Cái gì đây? Nè, tôi hỏi này, hai người đang xây con nào vậy, cho tôi hỏi được không? Hả? Trời ơi. Đang xây con mưa mà. Rồi, ok bây giờ chấm điểm rồi chứ này, ủa đâu? Sao mưa gọi là xả nước gì như kiểu thác nước vậy? Ủa gì vậy? Trời, em không biết gì hết trơn. Biết cái này là gì không? Cái này người ta gọi là cái đường lên. Trời ơi, là cái đường lên nè, thấy chưa? Đó, trời ơi, sáng tạo quá cô ơi, sáng tạo quá. Sáng tạo rồi. Bé mưa của tôi mới động làm cho bé mưa tôi chạy nước biển mọi người. Ghê quá. Chúa tể builder. Rồi, ông ok hoàng. Ok, ông hoàng builder, ông hoàng gọi là gì ta? Chơi gọi là xây dựng. Rồi để coi ông hoàng xây dựng xây sao nè. Trời ơi. Rồi. Vừa vô chúng ta sẽ có một phòng khách nho nhỏ ở đây. Trời ơi, chim mới đầu á. Trời ơi, phòng khách nho nhỏ. Nè, có máy lạnh luôn à. Còn nữa nha, trên đây mình có bữa can gác xếp nè. Sao nhìn chiêu dữ vậy trời. Cho các bạn nhìn mọi người hãy nhìn ra ngoài bằng đôi mắt của mưa. Nếu em không tin em bay vào đây em coi thử nè. Nè, mắt mưa nè, đó, vị trí là mắt mưa. Hello. Sáng tạo dữ tao, có gì nào rồi, giới thiệu hết luôn coi. Rồi, ở dưới đây của chúng ta là có một cái phòng ngủ nho nhỏ. Phòng ngủ này nó không to, nhưng mà được cái là nó sẽ ấm cúng. Hàng xóm. Ok, có gì là có gì đây, nữa. Bên đây nhà của đường nhà cai nè. Trời ơi, hay dữ vậy ta. Tủ lạnh cho thứ nè. Ok. Quá được rồi. Theo những gì mà tôi tẩu qua, Ro sẽ chia trong gọi là người bé mưa rất là nhiều căn phòng khác nhau mọi người. Hay quá. Các bạn thấy gọi là ngôi nhà bé mưa của Ro bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới nha, cho tôi thấy 10 điểm luôn mọi người. Đấy, rồi ok. Và người làm tiếp theo. Cai được. Cai được. Ông là bé mưa thành con gì vậy? Hả? Trời ơi, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là bé mưa phiên bản trước. Bé mưa của tôi mới động làm cho chú hiếm mọi người ạ. Trời, tôi tức ghê mọi người. Ok, bên trong nhà của bé mưa là vừa vô đập vô chúng ta sẽ có một cái phòng bếp nè. Đó, bên đây sẽ có chỗ ngủ nè, rồi chỗ làm YouTube luôn nè. Đó, không cay là cay người gọi là trời, phải để ơi. Cái gì mới tính để làm YouTube luôn. Các bạn biết sao, mới đập vô mắt tôi là nguyên một bạc đoan thịnh soạn luôn mọi người. Trời ơi, giảm cân đồ hen. Trời ơi, giảm cân gấp kiểu hen. Ôi giật giật, lâu lâu cô mới cho cây xỏa một hôm. Rồi, ok, có gì nè. Làm việc YouTuber mà không có một cái ghế, ông định ngồi đất luôn à.
Thì Trinh vô làm. Thôi Trinh vô làm. Đúng rồi. Trời đất ơi, mới động vậy luôn mọi người. Ok các bạn thấy gọi là ngôi nhà bé mơ chủ hè bao nhiêu điểm, các bạn đừng quên bình luận nha. Trời ơi. Giờ nó biết làm một cái bữa ăn. Một nhìn cái bàn ăn này anh biết một bữa xoài của Kairon là qua ngày sau nó phải tầm chết luôn. Ờ, em cũng thấy vậy mọi người. Rồi em ăn gì xong là coi như là bao nhiêu công sức tập là bỏ hết luôn. Đúng rồi đó. Ok và đây giới thiệu với mọi người, đây chính là bé mưa gọi là mùa hè của em đó, có bông hoa rất là dễ thương trên đầu luôn. Ủa gì vậy? Ủa sao không phải mặc trên đầu rồi vậy? Ủa cái gì vậy? What the hell? Là nó giống em hả em? À vậy nó mới khóc chứ, hiểu không? Ôi dễ thương quá, cảm ơn rồi nha. Rồi ok, đây trời ơi, giới thiệu mọi người tan ngôi nhà siêu tuyệt vời của bé mưa. Wow, trời nhiều đoán quá. Wow. Đấy, ok, đây hai món quà mẹ mình tặng cho hai người mở ra đi. Ủa có quà luôn hả? Đó. Go đưa em kim cương anh ơi, anh làm hơi nhiều quá đây. Ủa bạn gì bạn, mình có 4 kim cương, bạn nhiêu kim cương? Ủa 4 kim cương hả, em cũng 4. Ờ 4 thôi mà. Đấy và đây là giường ngủ nè. Đây là nói chung là một gọi là ngôi nhà rất là tiện nghi luôn các bạn. Đấy nói chung là mấy bạn fan chắc hồi nãy các bạn cũng thấy rồi. Đấy bên này là khu đồ ăn nè. Bên này là chỗ gì ta, chỗ để gọi là ngồi chiêu nè. Bên này là chỗ đi ngủ. Đấy đó. Thì các bạn thấy gọi là căn phòng của mình bao nhiêu để các bạn cũng đừng quên lộ phí dân biết nha. Đấy ok các bạn, thì chắc là video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bật lộ phí dân biết nha. Và các bạn thấy trong 3 căn nhà này, bé mưa của Simi, bé mưa của Siro và bé mưa gọi là của Kairon, thì các bạn thấy ngôi nhà đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Bye bye.